Mưa gió quá trời à. Giờ có 600 mà mua ô tô mua xe gì nhỉ? Nay tôi đang có mặt ở Hyundai Lê Văn Lương đây. Đây rồi, 600 xem có mua được con Accent này không? Bản gì đấy nhỉ? À, bản cao cấp nhất. Tôi thì đấy có cửa sổ trời rồi. Thấy bảo Accent này là nhiều đồ chơi lắm ấy. Hôm nay giới thiệu thử với các bạn xem cái Accent này với 600 triệu. Bản này là niêm yết 540 này, lăn bánh biển tỉnh thì khoảng 600, Hà Nội thì khoảng 630 gì đó, có nghĩa là vẫn loanh quanh trong ngân sách 600. Bạn nào mà không đủ tiền thì có thể hỗ trợ trả góp được. Chỉ cần trả trước khoảng 20% giá trị xe cộng với lại chi phí đăng ký đăng kiểm là chúng ta có thể mua được cái mẫu xe này rồi. Nghe bảo nhiều đồ chơi thì bây giờ tôi vào trong trước nhá để xem cái option của nó như thế nào. Rồi, mời các bạn. Hyundai thật ra rất nhiều đồ chơi mà, từ i10 các thứ là ngày xưa chúng ta đã có sẵn cái nút bấm ở cửa khởi động thông minh rồi. Cảm nhận đầu tiên của tôi à, nhìn cũng khá là sang đấy. Chỗ này dĩ nhiên là tất cả vẫn bằng nhựa thôi. Đó. Tay lái thì bọc da khá là êm. Trên này có tích hợp đầy đủ tất cả nút bấm này. Đồng hồ thì hai vùng rất dễ quan sát. Ở phần trung tâm này là thứ mà tôi thấy ấn tượng nhất. Đây, cái màn hình. Đầu tiên chúng ta có luôn cái chức năng dẫn đường của màn hình luôn nhé. Và cái này là bản quyền. Hyundai thành công đã hợp tác và phát triển riêng cái bản quyền này cho cái dòng xe Hyundai tại Việt Nam. Ở trên này chúng ta có đầy đủ hết cả tốc độ rồi là cái tốc độ tức thời của xe cũng như là tốc độ tối đa. Nếu mà bạn nào đi đường ấy không quen thuộc thì cái này rất là hay này. Đấy. Đi ở đoạn đường nào với tốc độ bao nhiêu là chúng ta đều nắm được, giúp cho các bạn ít bị bắn tốc độ hơn. Có một cái rất hay là cái màn hình này thì hoàn toàn bằng tiếng Việt hết luôn. Đó. Hôm trước thì VinFast ra mắt cái xe Fadin và hơi buồn cười khi mà xe Việt nhưng mà lại chưa có tiếng Việt. Còn Hyundai này thì đầy đủ hết rồi. Cái này kết nối cho nào. Ta có cả Apple CarPlay rồi. Sẽ là kết nối có dây các bạn nhé. Tất cả những bạn nào dùng iPhone có thể cắm cái cổng kết nối dây cáp qua cái cổng cắm này, kết nối với điện thoại. Và thông qua cái kết nối Apple CarPlay này chúng ta sẽ hiển thị toàn bộ giống như cái điện thoại của mình ở trên cái màn hình này luôn. Cái này cũng rất là tiện. Nhưng mà hơi tiếc một chút là nó chưa được hỗ trợ cho Samsung cũng như là các thiết bị mà chạy Android. Ở một số các dòng xe cao cấp hơn thì chúng ta có một cái gọi là Android Auto ấy, thì nó sẽ giống như cái Apple CarPlay này và nó hỗ trợ cho được cả hai cái dòng điện thoại chạy iOS cũng như là Android. Phía dưới này chúng ta có các nút bấm điều chỉnh này, âm lượng rồi chuyển kênh bài các thứ. Ở phía này a điều hòa tự động này. Đó, đây là cái rất hay này. Bao giờ thì thật ra điều hòa tự động vẫn thích hơn điều hòa chỉnh cơ. Thứ nhất là tiết kiệm nhiên liệu này. Cái thứ hai là nó sẽ phối hợp để đưa được cái nhiệt độ và giữ vững cái nhiệt độ đấy mặc kệ cái thời tiết bên ngoài luôn. Chúng ta không cần phải chỉnh quạt gió nữa. Hơn nữa nó hiển thị được cái nhiệt độ mà các bạn mong muốn luôn ở cái vị trí này. Đó. Hôm nay thì trời mưa gió, tôi người không được khỏe lắm. Thế nên là giọng thì có thể nó hơi vịt đực, các bạn thông cảm. Phía dưới chúng ta có một cái khay để đồ nhỏ đây. Đó. Hộp số thì theo như tôi được biết thì chiếc Accent phiên bản này sử dụng động cơ 1.4 lít, chính xác là 1398 phân khối, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Và cái khối động cơ chạy xăng này thì cho công suất tối đa lên đến 100 mã lực. Hộp số tự động 6 cấp này thì cũng khá là ổn trên một cái mẫu xe như thế này. Bây giờ thì chắc chỉ còn xe hạng A thôi là chúng ta dùng cái số tự động 4 cấp, còn ít nhất thì cũng phải tầm 6 cấp rồi, hoặc là cao hơn chút chúng ta cũng vô cấp. Phanh tay một chiếc xe hạng B thì chắc chắn là vẫn phanh tay động cơ rồi, chưa thể nào trang bị phanh tay điện tử được. Phanh tay điện tử thậm chí là trên Elantra, tức là đàn anh của Accent, cũng chưa được trang bị. Ở đây thì chúng ta có sẵn cái học kỳ tay rồi, nhưng mà cảm giác của tôi thì nó hơi thấp về đằng sau này một chút. Đó. Đấy, tổng thể không gian nội thất thì như thế này, còn về tiện nghi này thì tôi thấy là đầu tiên là cái màn hình này full kết nối là chắc chắn rồi. Đó, cái thứ hai là chúng ta sẽ có toàn bộ cái hệ thống loa đi kèm này, cùng với đó là điều hòa thì tự động, có cái chế độ lọc cái không khí rất là tốt. Về phần bên này tôi nhìn thấy có chức năng ra lệnh bằng giọng nói này, rồi là Android Cruise Control. Cái này rất là thích này. Xe nào mà có cái Cruise Control này thì các bạn đi cao tốc cực kỳ nhàn luôn. Đạp lên đến tốc độ mong muốn này, ấn Cruise, đấy, đèn Cruise sáng rồi. Chúng ta chuyển, ấn Set. Các bạn bỏ chân ga ra và xe vẫn giữ nguyên cái tốc độ như vậy. Đường chạy 80 chúng ta cài lên đến mắc 80 thôi. Đó. Không bao giờ các bạn bị vượt quá và dĩ nhiên là không thể gắn tốc độ được. Với mức giá 540 triệu thì đồ chơi như thế này tôi nghĩ là ổn, rất ổn đấy. Nội thất đẹp, toàn bộ là ghế da hết. Nhưng mà tuy nhiên thì vẫn chỉ ghế da chỉnh cơ thôi.
Tông màu thì phối hợp màu đen, màu kem sáng. Ở đây có ông em cửa sổ trời đấy, rất thích. Cái này mà về quê hoặc là như đợt trước tôi đi biển, thật sự cái cửa sổ trời rất thích luôn, mở ra gió nó lùa vào. Mà cái này thì đúng ra Hà Nội chắc là chúng ta ít sử dụng thôi, nhưng mà có thì cũng rất tốt. Rồi, đấy là cái khoang không gian bên trong. Hiện đây chắc là chúng ta ngó luôn cái chơi trò đếm túi khí các bạn nhỉ. 1 này, 2 này, rèm kia là 3 rồi, 4 rồi, không. Xe này tổng cộng có 6 túi khí các bạn nhé. 6 túi khí trên một mẫu sedan hạng B 540 triệu. Cũng rất là ấn tượng. Đấy, đó là nội thất và cái tiện nghi cũng như là tính năng an toàn. An toàn thì xe này cân bằng điện tử có đủ này, phanh ABS 4 bánh hỗ trợ phanh khẩn cấp. Rồi, 6 túi khí. Rất ổn. Bây giờ vòng ra ngoài một chút xem sao. Thấy các chị em cũng khen cái xe này rất đẹp thì tôi vừa đi từ cửa vào cũng khá là hút mắt đấy. Bây giờ thử ra ngoài xem nó như nào nhá. Nào, mời các bạn. Xem nào, mặt ca lăng, tất cả những cái này mạ chrome hết này, sáng lắm. Đèn, chúng ta có sẵn cái đèn LED ban ngày này, đó, bao quanh cả cụm đèn luôn. Ở đây thì hơi tiếc một chút khi xe chỉ được trang bị cái đèn halogen cho ánh sáng vàng thôi. Tuy nhiên thì bù lại chúng ta có một số cái công nghệ, thứ nhất là tự động bật tắt này, đèn LED ban ngày này, bi gầm, đó, ngay cả đèn gầm cũng là đèn bi luôn. Cái này phá xương rất tốt. Ở vị trí này chúng ta có một cái góc, một cái đèn gọi là hỗ trợ góc đánh lái. Khi các bạn đánh lái thì đèn sẽ được mở rộng góc ra. Hệ thống đèn này cũng có sẵn cả cái chức năng tự động bật tắt nữa, rất là hay. Các bạn chỉ cần gạt cái cần đèn ấy ở vị trí auto, khi chúng ta vào cái môi trường ánh sáng yếu, nó sẽ tự động bật cái đèn này lên. Và nếu các bạn ra môi trường ánh sáng đủ tốt thì đèn sẽ tự động tắt. Cái này đường hầm cực kỳ quan trọng này. Đó, mặt đằng trước thì về cơ bản cũng được. Tôi thích cái thiết kế này, nó tạo một cái nét nếp gấp khá là khỏe. Sang bên hông ở bên hông xe này thì với phiên bản này chúng ta sẽ được trang bị cái bộ lốp. Đây là la răng này là 16 inch rồi, rất là lớn. Ở phân khúc B thì 16 inch là gần như lớn nhất, khá là thể thao. 5 chấu. Gương chiếu hậu thì chỉnh điện này, cụp điện tích hợp với xi nhan báo rẽ. Ở phần bên này chúng ta sẽ có một cái tay nắm cửa mạ chrome. Với chìa khóa thông minh thì các bạn sẽ có sẵn thêm một cái nút bấm mở cửa thông minh ở đây. Đấy, chỉ cần bấm như này là sẽ mở, đóng. Ở phía dưới này, ở đây thì các bạn đang dán hơi kỹ nhưng mà nẹp chân kính mạ chrome sẵn rồi, rất là đẹp. Lui ra phía đằng sau này một chút nào. Ôi cái đèn sau này đẹp thế. Đèn này toàn bộ là đèn full LED nhé. Đó, cái này mà đi buổi tối thì đẹp tuyệt vời luôn này. Cốp này nào. Camera lùi có đầy đủ này. Cốp rất là rộng nhé. Phía dưới này lốp dự phòng, dụng cụ sửa chữa. Rồi, ok. Phía sau này chúng ta có một cái đèn phản quang phía sau này. Khi đi trời tối ấy, thì các xe phía sau khi chiếu đèn vào đây, nó sẽ tạo được cái hiệu ứng phản quang ngược lại. Ở đây cũng có sẵn cả 4 cảm biến luôn, 2 cảm biến lùi, 2 cảm biến góc. Tổng thể của cái mẫu Accent này thì theo cảm quan cá nhân của tôi, với cái chiều dài 4.440mm, một chiếc sedan như thế này, mức giá như thế này, rất là hợp lý. Và thật ra thì cái mẫu xe này nó bán rất chạy ở Việt Nam. Trung bình một tháng thì bán khoảng 1.600-1.800 xe. Nhưng mà đây là trong điều kiện mà Hyundai thành công, gần như họ chưa bung hết cái công suất của nhà máy. Nếu tôi nghĩ là đáp ứng thị trường khoảng 2.000 xe thì sẽ ổn hơn. Mẫu xe này thì gần như là chưa có khuyến mại gì kể từ cái thời điểm ra mắt tầm một năm nay. Đó, tổng thể về chiếc Accent 600 triệu lăn bánh biển tỉnh, 630 triệu lăn bánh tại Hà Nội. Một sự lựa chọn không tồi đâu trong tầm giá này. Có chăng ấy, cái điều mà tôi quan trọng nhất và có lẽ là các bạn cũng sẽ nghi ngờ một chút thôi, đó là cái phần thân vỏ. Cảm giác cá nhân của tôi thì nó hơi mỏng. Nó cũng giống như những chiếc xe hạng B trên thị trường, ví dụ như Vios hay là City. Chung vỏ sẽ mỏng. Và điều này thì sẽ dẫn đến cái việc mà khi chúng ta di chuyển ở tốc độ cao sẽ chắc chắn sẽ ồn. Ồn như thế nào thì
có điều kiện tôi sẽ lái thử trải nghiệm đo độ ồn. Độ ồn của khoang máy, độ ồn của vòm lốp nó vọng vào khoang động, vào khoang cabin như thế nào. Có thể sẽ gửi đến các bạn một cái video clip ở cái phần tiếp theo. Còn hôm nay thì với 600 triệu các bạn chọn mẫu xe này hay một mẫu xe nào khác, các bạn vui lòng comment phía dưới, like và subscribe để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.